Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Ở video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về phần hướng đối tượng trong Android. Ở phần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo class, cách truy cập, khởi tạo và lấy giá trị của một thuộc tính trong class sinh viên. Thì cái tiếp theo mình sẽ có một vấn đề như thế này. Ví dụ trong cái class sinh viên của mình có họ tên, có địa chỉ, có năm sinh. Họ tên, địa chỉ thì không vấn đề, nhưng bây giờ muốn ngay chỗ năm sinh. Ở đây khi mà người dùng nhập vào đây nè, cái năm sinh là 2000, thì mình muốn kiểm tra ở đây á, nếu mà người dùng đã nhập vào á, là sinh viên mà có năm sinh, khi tính ra cái độ tuổi á, là từ 18 tuổi trở lên thì mới được, còn nhỏ hơn 18 tuổi thì mình coi trong coi nhập, mình sẽ báo không hợp lệ hoặc là mình gán lại một cái giá trị mặc định. Vậy thì bình thường hiện tại như là mình chỉ cần gọi được năm sinh là mình sẽ gán. Ví dụ ở đây mình gán 2000 nè, là chỉ có 17 tuổi, thì khi nó vẫn toss được cái phần năm sinh của sinh viên, đó là năm sinh là 2000. Thì mình muốn là như khi nhập 2000 nè, nó báo không báo lỗi hoặc là mình gán về mặc định. Ví dụ là năm sinh mình cho là 18 tuổi là 2017, trừ cho cái năm sinh làm sao chỉ bằng 18 thôi. Thì tức là tối thiểu của sinh viên đó năm nay phải là 1999 thì mình mới nhân cho. Còn từ 2000 trở về sau thì mình không cho ha, tức 1999, 98, 97 trở đi thì cho nhập vào, để đủ điều kiện mới là phải 18 tuổi. Vậy ở đây thấy mình khi mình gọi được sinh viên vào, gọi được ra rồi đó, thì mình sẽ gán được cho nó, gán vào nó nhận được. Vậy ở đây mình cho nó là không cho phép gọi thẳng thuộc tính sinh viên ở đây để mình gán giá trị. Thì khi nãy nó là khi bạn gọi sinh viên chấm, nó có họ tên, có năm sinh, có địa chỉ. Thì bạn xem lại tại sao nó thấy được chỗ đó. Bên sinh viên nè, khi mình sử dụng class sinh viên, mình khai báo họ tên, địa chỉ, năm sinh, tất cả đều là public. Thì khi mình khai public là trong class sinh viên á, mình cần khởi tạo nó rồi mình gọi vào được. Vậy giờ nó thì không cho gọi trực tiếp, mà nó là với thằng năm sinh nè, mình sẽ đổi lại phạm vi của nó thành private, là cá nhân riêng tư, nó là chỉ trong cái class này mới thấy được nó thôi, còn bên ngoài gọi vào không thấy nó. Thì mình nói là private ha, nghe học sinh năm sinh. Và mình quay về main activity. Thì nãy khi vừa chuyển vào ngay chỗ cái dòng năm sinh nó đỏ lên, mình xem nó báo cái gì. Người chú ý mấy cái dòng mà nó báo đỏ báo lỗi cho mình thì nó báo thuộc tính năm sinh là private access. Thì nó là cái truy cập này riêng tư, nó không cho mình gọi. Ở đây đối thuộc tính là sinh viên chấm năm sinh. Vậy nếu mà không gọi được như vậy á, thì làm sao mình cho gán giờ? Làm như vậy mình sẽ phải tạo một cái function để mình gán cho năm sinh. Thì trước tiên mình comment cái dòng này lại, hai dấu xoẹt xuống ha, hoặc là nhấn control xoẹt, quay về sinh viên, class sinh viên nè. Giờ mình phải đi tạo một cái function dùng để gán giá trị nè ha, gán vào. Thì cái function này bắt buộc phải public để mình gọi function này mình gán, và nó lại chỉ gán dữ liệu vào thôi, phạm vi cái hàm thì không cần trả về ha. Và đây là set năm sinh, gán thôi là set năm sinh. Và gán năm sinh thì phải nhận vào một con số in, ví dụ mình để là ns đi cho nó ngắn. Rồi khởi tạo cái function rồi vào đây mình gán. Thì năm sinh trong cái class sinh viên thì mình sẽ gọi được ha, bằng giá trị người dùng người ta nhập vào. Rồi năm sinh bằng ns, thì bên đây mình sẽ gọi, bạn gọi sinh viên nè chấm. Bây giờ thấy chỉ còn họ tên và địa chỉ, nhưng nó xuất hiện thêm một thằng là set năm sinh, là cái function mới tạo public, nó nhận vào tham số kiểu in ns rồi nhập vào. Ví dụ mình nhập vào 2017 luôn thì sao? Và mình muốn kiểm tra ở đây là mình toss lên, ví dụ mình toss là năm sinh nè, mình cộng, muốn truy cập vào. Vậy giờ làm sao để lấy ra bây giờ? Mình chỉ có function gán ha, thì nó chỉ gán vào được. Bây giờ mình muốn gán được, mình phải coi nó có thành công hay không, mình phải lấy giá trị năm sinh ra. Vậy tương tự mình phải có một cái hàm để lấy ra. Giờ quay về class sinh viên, viết thêm một cái function để lấy ra. Rồi một cái function cũng là public, mà do này mình gọi function đó để trả một con số, thì kiểu trả về của nó năm sinh là kiểu in ha. Và lấy ra mình để là get năm sinh. Ở đây gọi ra thì mình gọi thẳng luôn và return về cái biến năm sinh. Được ha. Quay về main. Bây giờ mình gọi sinh viên chấm
Đây có công thức là get năm sinh, nó trả ra con số. Rồi bây giờ mình tốt sự gán này năm sinh 2017. Chú ý toss sau thì mình kiểm tra. Hiện toss lên năm sinh 2017. Nào, vậy là cái việc mình giải quyết vấn đề được là mình gán được, mình tạo cái hàm gán được và lấy được. Nhưng quay lại vấn đề lúc đầu của mình á, là cần kiểm tra làm sao cái năm sinh nó phải là từ 18 tuổi ở đây. Tức là phải từ 1999 trở về trước. Và rõ ràng bây giờ mình gán 2017 vào nó cũng vậy đúng không, vẫn toss được 2017. Và phải trong lúc cái function đó mình đã tạo cho nó để mình gán riêng rồi, mình sẽ kiểm tra để khi mà dùng truyền vào để kiểm tra ha, nó quay về sinh viên chứ không là nó giống như đầu đúng không. Bây giờ đó là trước khi mình gán nè, mình sẽ kiểm tra cái năm sinh. Nếu NS là cái giá trị người nhập vào nó lớn hơn, nếu nó là 1999 nè, là từ 2000 trở đi, chỉ có 17 tuổi không được, mình gán lại. Nếu mà nó lớn hơn mình mới gán lại cho nó giá trị mặc định luôn. Mình nói là nếu mà lớn hơn lấy mặc định là 1999 thì tối thiểu phải 18 tuổi, quy định như đó. Rồi sau đó mình nói gán lại cho nó năm sinh bằng NS. Bây giờ mình trả lại thử ha. Mình vẫn để bên main là 2017 nè, nhưng mình nói là chỉ đổi ngay chỗ này, mình thêm trong if để kiểm tra, nếu lớn hơn thì mình gán về mặc định. Rồi ok. Để xem à, năm sinh 1999. Nhưng rõ ràng mình đây vẫn để là 2017. Thì cái function đó là khi nó gọi set năm sinh 2017, nó nhận một cái giá trị là 2017 đây nè. Nó vào kiểm tra if, nếu nó lớn hơn hay không thì rõ ràng nó lớn thì nó sẽ bị gán về mặc định. Vậy còn trường hợp ngược lại, mình nhập đúng ha, thử coi sao. Giờ mình nhập lại 1990 nha. Nhỏ rất nhiều ha. Kiểm tra xem. Nó toss lên đúng là 1990. Nó không có đổi lại giá trị nha. Thì vẫn là cái điều kiện đó, thì 1990 nó không lớn hơn thì nó sẽ gán trực tiếp, nó không thay đổi giá trị. Còn nếu lớn hơn mình mới kiểm tra rồi mình gán lại bằng mặc định. Nè, cái đó là cái phần kiểm tra không cho người dùng gán thẳng, và khi nhập vào mình kiểm tra phần điều kiện. Thì nó có thể xét về một khía cạnh nào đó về tính bảo mật dữ liệu. Hoặc là nếu bạn làm những cái đối tượng về tính toán đi ra hàng ngân hàng, thì một con số bạn nhập vào, dù không cho nhập số 0 hoặc là nhập số âm chẳng hạn, để mình tính toán cái đó để tránh nó bị sai sót. Ví dụ chẳng hạn như mình năm sinh là phải nhỏ nhất tối thiểu là 18 tuổi, thì đến năm sinh từ 1999. Đó là kiểm tra về năm sinh. Và có cái hàm gán thì phải có cái hàm lấy liệu ra, thì lấy ra thì mình kêu in get năm sinh. Thì cái đó là cái phần bạn biết là khi nào public, khi nào private ha. Public thì gọi, khi gọi cái last thì gọi được hai tính họ tên địa chỉ. Còn game để private là chỉ có cái năm sinh nó được hiểu ở trong class sinh viên thì thôi. Bên ngoài của nó, tức là bên main mình gọi, màn hình khác là gọi không được cái thuộc tính là năm sinh. Đó là mình tạo cái function get và set để gán và lấy giá trị ra. Đó là cái phần thứ hai của mình về hướng đối tượng, cái phạm vi của nó private và public, và cách mình tạo một cái function dùng để set và get cái một thuộc tính trong sinh viên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.